Và cái người mà lược giảng đó là một vị cũng người Tây Tạng là Sách Đạt Cáp Kham Bố. Vị thầy này chắc là thầy hiện đại, thành ra trong này có nói nhiều cái vào thời nay á. Thì giờ mình có nhân duyên vậy cứ nghe. Nghe xem mình tu tâm đây là gì. Nhưng mà khi nghe chữ tu tâm vậy đó, nhưng mà khi đọc ở trong này ấy, thì mới biết rằng là đây là tám cái bài tu tâm này là tu tu Bồ đề, tu từ bi tâm. Vì đây là tu tâm này của một vị của những vị đại sư. Cho nên cái tu này nó khá cao. Tu này nó có thể nói phải khá cao, mà tu này tu khó, cao lắm. Đôi khi chắc chúng ta nghe xong thấy thôi mình chịu thua không làm không được. Ví dụ về cái bài kệ đầu tiên nó nói, dịch ra tiếng tiếng Hán, ngã ư nhất thiết hữu tình chúng, đó là tôi hay đối với tất cả các chúng sinh đó, hữu tình chúng, thị chi vu thắng như ý bảo, tôi nhìn. Đó là đối trước các hữu tình chúng, tôi nhìn đó, nhìn tất cả các hữu tình, các chúng sinh đó, còn quý hơn cả cái bảo châu như ý nữa. Nguyện thành mãn bỉ cứu cánh lợi, tôi phát nguyện rằng là sẽ thành tựu được cái lợi ích cứu cánh cho tất cả chúng sinh. Hằng thường tâm hoài chân ái tình, và luôn luôn ở bên trong tâm tôi đó đều mang một cái tình cảm thương yêu chân quý tất cả các chúng sinh. Bài kệ đầu tiên nói như vậy thì mình cũng thấy chả cái này khó à. Thì chúng ta nghe đại khái sự lược giải dưới. Mỗi vị chân thật tu đạo đều phải có tâm nguyện như vậy. Bây giờ cái vị coi như ngài Sách Đạt Cát Kham Bố giải thích như vậy, ai mà đã chân thật tu đạo thì phải có tâm nguyện như vậy: con đem khắp tam giới hết thảy các hữu tình chúng sinh, vô biên chúng sinh lưu chuyển trong luân hồi, xem đó như là bảo châu, so với cái bảo châu như ý nó còn thù thắng hơn nữa. Con cam tâm tình nguyện làm cho họ mãn nguyện thành tựu cứu cánh lợi lạc, đối với họ trong lòng luôn luôn chân quý mến thương. Thì ở đây giải thích như ý bảo châu là gì. Cái viên ngọc như ý trong kinh thường hay kể, khi mà một người muốn làm lợi ích cho chúng sinh, người đó phải đi tìm cái viên ngọc bảo châu này, như ý này. Viên ngọc như ý này thường nói là đeo ở trên trán của Long Vương ấy đó, thành ra rất khó lấy, phải ra biển, phải vào đến biển để tìm. Tìm được viên ngọc như ý này rồi ấy, thì mình muốn là nó sẽ đúng như ý mình. Muốn có bao nhiêu tiền của tự nhiên nó sẽ có, và lấy đó mà bố thí cho chúng sinh. Thành ra viên ngọc như ý này rất là quý. Ở đây nói như ý bảo, tức là viên ngọc như ý chỉ có thể ban cho chúng ta tài vật, vật chất, lợi ích tạm thời, nhưng không thể ban cho chúng ta cứu cánh niết bàn, là cái lợi ích tuyệt đối. Xong nếu mình nương vào chúng sinh thì đây coi chúng sinh như là phước điền thù thắng, mà gieo xuống chủng từ Bồ đề, chúng ta có thể gặt hái được thành quả an lạc tạm thời của thế gian và thành quả an lạc cứu cánh của xuất thế gian. Đây tại sao mình cái vị Bồ Tát này, ngài Kim Cang Sư Tử đó, lại nói là coi chúng sinh quý như vậy. Thì sự giải thích cho thấy là
Bởi vì á, mình có cầu được cái viên ngọc như ý chăng nữa thì mình cũng chỉ được vật chất. Đó. Còn nếu mà mình gieo công đức mình vào cho tất cả chúng sinh á, thì mình vừa được cái kết quả vật chất mà mình vừa đạt được cái thành quả Bồ đề. Tức là được lợi ích của thế gian, được lợi ích của xuất thế gian. Thành ra như vậy á, là chúng sinh là tối thắng. Thế thì té ra mình mới biết rằng là Phật, chư Phật thành Phật là nhờ chúng sinh. À, chúng sinh rất quý. Cho nên Kinh Kim Cương mới nói rằng là tất cả chúng sinh là cha mẹ của chư Phật. Tại vì nhờ cái vô minh khổ đau của tất cả chúng sinh mà nó mới ra cái quả thành Phật, quả Phật đó. Tại vì thấy cái đau khổ đó mà các Bồ Tát phát tâm nguyện thành Phật, phát tâm nguyện là cứu độ mà mới thành Phật. Cho nên kết luận lại thì chúng sinh là gốc rễ, Bồ Tát là cành nhánh lá hoa và chư Phật là quả. Đó là cái nhìn ở trong đạo Phật đó. À. Ví như bố thí trong lục độ, nếu không có chúng sinh thì không thể có đối cảnh để bố thí. Chúng ta cũng sẽ không có cách nào để thực hành bố thí. Lại ví như trì giới, tức là bố thí rồi đến trì giới đó. Phiền não là do chúng sinh mà sinh khởi, nếu như lìa khỏi chúng sinh thì làm sao có thể lấy trì giới để đối trị phiền não được. Rồi lại như nhẫn nhục độ, Bồ Tát Tịch Thiên có nói rằng, Tịch Thiên tức Ngài Santideva, ngày này cái hồi mà tu hành ở trong tu viện ai cũng cười hết đó. Sáng ngủ gà ngủ gật, ngủ tối ngày vẫn ngủ không à. Thành ra ai cũng bảo đây là cái anh lười nhất, nhưng mà tối đến thì ngày hành đạo, thành ra không ngủ, sáng ra ngủ. Về sau này á, là khi mà ngoại đạo đến phá, biện luận đến cái gì để phá mà không có phá pháp phá tăng nữa đó, mà không có ai đương cự nổi, thì lúc đó ngài mới xuất hiện ra mà bẻ gãy tất cả ngoại đạo. Và sau đó mọi người mới kinh ngạc, không ngờ đó là một bậc thánh tăng mà ẩn nữa, mới thỉnh ngài lên thuyết pháp, ngài lên tòa ngồi thuyết pháp về tính không. Khi ngài thuyết về tính không vậy thì tự nhiên người của ngài bay lên trên khỏi tòa rồi mất ở trong hư không luôn. Thành ra ngài viết ra một bộ này, để lại mấy bộ sách, trong nó có bộ gọi là Thực Hành Bồ Tát Đạo. Thì trong sách đó mới nói rằng không hại nhẫn chẳng sanh, có nghĩa là nếu không có ai oán hại mình thì làm sao mình thành tựu được nhẫn nhục. Nếu không có chúng sinh oán thù thì không có thể an nhẫn để tu, cũng không thể thành tựu công đức an nhẫn. Theo đó suy ra, tinh tấn, thiền định và trí huệ đều cần dựa vào chúng sinh mới có thể thành tựu viên mãn. Bởi vậy, nếu không có chúng sinh mà muốn chứng đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác thì nó chỉ thành một thứ tham vọng mà thôi. Tại vì muốn thành Phật phải tu viên mãn lục độ ba la mật. Mà lục độ ba la mật tu là do chúng sinh phiền não, mà tu lục độ ba la mật thành tựu thì thành Phật. Cho nên nếu không có chúng sinh như vậy thì mình cách gì mà mình nguyện thành Phật, nó chỉ là một tham vọng thôi. Do đó chúng ta tu hành nên làm hoàn mãn nguyện vọng của chúng sinh, bao gồm cả nguyện vọng tạm thời cho đến nguyện vọng cứu cánh. Trong đời sống hàng ngày, từng giờ từng phút trong lòng luôn thương kính, muốn bảo bọc che chở cho chúng sinh. Người tu hành như vậy mới đầy đủ tâm chân chính đại từ đại bi. Đó cũng là tinh thần của Bồ Tát Thừa, tức là hiển thật lên cái chân Bồ Đề Tâm. Ở đây cho thấy cái sự quý giá của chúng sinh. Khi một cái người mà tu đạo
Một Bồ Tát tu đạo mà khi mà cái tâm cần cầu cái đạo quả, tức là Phật quả đó, thật là chân thành tha thiết rồi đó, thì giờ nói mình dựa vào đâu được cái đạo quả đó nếu không có chúng sinh vô minh phiền não. Thành ra bình thường ra mình coi cái phiền não, cái vô minh của chúng sinh là một cái gì rất đáng sợ, phải xa lánh. Những bậc thánh A-la-hán, những bậc thánh Thanh Văn sẽ xả bỏ tất cả những cái đó để nhập Niết Bàn. Thì ngược lại Bồ Tát lại phải trân quý cái đó, bởi vì thiếu cái đó không thành quả được. Thì nói theo một thí dụ cho mình dễ hiểu, mình có một cái trái cây rất ngon mà nó rất tinh khiết, nó rất trong sạch, nó chữa được bách bệnh, thì mình cũng cần phải có đất dơ chứ. Mình cũng cần phải có nước, có đất này nó dơ dáy ở dưới chứ. Thành ra nếu mình đã biết cái trái cây là quý, thì mình cũng phải biết quý cái đất đó chứ. Nói một cách khác hơn là rõ hơn là mình thấy cái hoa sen nó thơm, nó trong sạch, tinh khiết, thì mình cũng phải biết nó từ đâu ra chứ, từ bùn lầy mà ra. Thế ra mình thấy quý đóa hoa sen thì mình cũng phải biết quý cái bùn lầy đó chứ. Thì đại khái cái nghĩa nó là như vậy. Đó là cái nhìn, để cho mình thấy cái nhìn của một vị Bồ Tát. Mà nhờ cái cách nhìn như vậy đó mà Bồ Tát mới có thể, nghĩa là đi vào phiền não một cách tự tại được, mà tâm nó không còn một cái sự khó chịu nữa. Ngày xưa, chư cao tăng đại đức của các đường phái. Các đường phái là Kadampa. Đây là một cái phái mà khi mà Ngài Atisa, tức là Ngài Adesa mà vào đến Tây Tạng, Ngài đã lập ra một cái hướng tu đạo rất là chân chính, mà nó thành ra là cái phái Kadampa này, các đường phái này. Như trong này có một vị cao tăng trong cái phái này gọi là Lãng Nhật Đường Ba Tôn Giả, tức là cái vị tác giả của 8 bài tụng này. Có đầy đủ phẩm đức cao thượng, tánh tình hiền lương, đây là đức tính của mà người tu hành đại thừa ngày nay cần cố gắng học tập. Bằng không, thành Phật làm Bồ Tát chỉ là lời nói suông mà thôi. Như xã hội hiện nay, bất kể là người học Phật hay không học Phật, phần nhiều đều thiếu nhân cách cao thượng, huống chi là tinh thần đại thừa. Cái tinh thần đại từ đại bi càng không thể nói đến, càng không thể có được. Quả thật là đáng thương. Tức là cái vị lược giải là Ngài Sách Đặt Cáp á, than thở như vậy. Than thở, người chúng ta ngày nay nó ít có ai mà có được cái tâm đại từ đại bi như vậy. Trong số người học Phật, nhiều người có thái độ với chúng sinh thật không đúng đắn. Một mặt, họ thường xuyên khởi tâm sân hận, sinh cái tâm chán lìa, xem chúng sinh như là kẻ thù oan gia. Mặt khác, đối với chư Phật Bồ Tát lại thường hâm mộ cung kính. Trong Nhập Bồ Tát Hạnh của Bồ Tát Tịch Thiên, tức là Ngài Santideva đó, có nói, kính Phật chẳng kính chúng sinh, làm gì có kinh nào dạy như vậy. Tức Ngài Tịch Thiên nói là nếu mà mình chỉ kính Phật mà không biết kính chúng sinh, đó là trong kinh Đại Thừa không có nói vậy đâu. Kính là kính cả hai. Bồ Tát Tịch Thiên đã dùng hình thức phản vấn như phê bình như thế. Để cho thấy là Ngài phê bình chính cái hành vi không chân chính của chúng ta vậy. Trên thực tế, làm cho chúng sinh được mãn nguyện, đối với chúng sinh hàng thương kính, mà cái việc lớn như vậy làm không nổi, thì nếu mà mình có cầu học Phật Pháp, có tu hành đến đâu cũng không bao giờ thành công được. Thì biết rằng là
Tu Bồ Tát Đạo, tức là tu thành Phật đó, là từ từ. Bây giờ mình nói trước tiên, nói để ở đây á, là mình nghe cái bài tụng của một vị chân tu, có thể nói là một hóa thân Bồ Tát. Ngài vào thế kỷ thứ 11, trong này đề là Ngài sinh năm 1054 và mất năm 1123. Hồi đó các vị nó họ tu tu đại từ đại bi một cách thực sự, chứ không phải chỉ nói miệng. Nhưng mà chúng ta không có một cái căn tính mạnh mẽ như Ngài. Nếu chúng ta là sơ cơ Bồ Tát, là những phàm Bồ Tát phàm, những Bồ Tát mới bắt đầu tu, thì chúng ta cũng phải học hiểu cái hạnh Bồ Tát, tu tập từ từ. Trước tiên là chúng ta học hiểu cái điều là té ra chúng sinh chứ là một cái ruộng phước của Bồ Tát đó. Nếu mà mình học theo pháp Thanh Văn đó, thì các vị xuất gia đó là phước điền của thế gian, phước điền của chúng sinh. Bây giờ mình học theo Bồ Tát thì Bồ Tát nhìn ngược lại là tất cả chúng sinh là phước điền của Bồ Tát. Thì mới học mấy cái đó để từ từ học trước, rồi suy xét cho nó thâm sâu, cho nó thâm nhập, rồi mới tu tập. Tu tập xong, tu tập khá rồi mới thực hành, chứ không phải nghe là làm. Đó. Cũng như là mình đi trên dây thì mình phải nghe trước, chứ mình đừng có nói là mình đừng có nghe nói là khi mà đi trên dây á, thì mình phải tập trung, rồi mình phải đưa hai tay cân bằng đi, rồi mình chưa tập gì hết thì mình leo lên mình đi à? Không phải cứ nghe vậy được, phải tu tập, phải tập luyện. Và tập luyện, có người tập luyện mau, có người tập luyện chậm nữa, mà đừng có nóng, mà đừng có thấy người khác có thể làm trước mà nôn nóng. Nghĩa là tập rất nhiều. Sự hành đạo nó phải là một cái tự nguyện, nó không có phải do một cái đua đòi, nó không phải do ai ép mình, và nó cũng phải là do tự ái, mà là do hiểu, là do hiểu thấu nhận rõ rồi tự tâm nguyện của mình nó muốn hành, học hỏi tu tập hành. Mình biết cái vấn đề là đầu tiên mình biết đó là mình phải có một cái nhìn như các vị Bồ Tát này này, người ta nhìn như vậy. Nhưng hành thì mình còn lâu lắm mới hành được, nhưng miễn là mình có cái tâm. Bây giờ mới nghe thêm câu chuyện. Trong kinh Phật có câu chuyện kể rằng, ngày xưa có hai cha con, ông bố có một viên bảo châu như ý. Một hôm hai cha con đi đến một nơi, trên đường đi á, người cha mệt mỏi muốn ngủ, thì trước khi ngủ dặn con rằng, cha ngủ thì con giữ cái viên bảo châu như ý này, nhưng mà cất giấu cho kỹ, tuyệt đối ai xin cũng không cho hết. Thì trong chốc lát người cha ngủ thiếp đi. Thì lúc đó quả nhiên có mấy tay du thử, du thực, tức là mấy tay du côn đó, nó mới đến bên đứa con, nó gạ gẫm để nó về để đưa cho nó viên ngọc như ý. Thì cái đứa con nó nhất định bảo, cha tôi đã nói viên ngọc này không được cho bất cứ ai. Tụi kia nó mới hỏi, nó bảo chứ nhưng mà viên ngọc đó là cái gì vậy? Thì đứa bé nó không biết gì hết, nó bảo không biết, nhưng mà cha nói không đưa cho ai hết. Thì mấy đứa nó mới biết là đứa bé này chẳng biết viên ngọc là gì hết, nó mới lấy mấy viên kẹo nó nói về cái viên ngọc như ý này đối với em thật đâu có lợi ích gì, ăn không được, gặm thử coi nó có ngọt không. Còn viên kẹo này nó là ăn vô nó ngọt mà nó ngon ghê lắm, sao bằng như là chúng ta đổi nhau đi. Thì thằng bé thấy đúng như vậy, rốt cuộc đồng ý đổi cho mấy thằng kia lấy mất viên ngọc như ý. Đến khi cha thức dậy nghe nói con mình do vì vài viên kẹo mà đánh mất đi viên ngọc như ý, trong tâm thật rất đau lòng và thất vọng. Lấy cái câu chuyện đó để nói là cái này thì nếu mà mình nói kỹ ra
thì nó là một sự so sánh. Nó so sánh về Bồ Tát và Thanh Văn. À, mà nó so sánh là cái Niết Bàn của Thanh Văn nó như là viên kẹo, mà chúng sinh là nó như là viên bảo châu như ý. Nay mình bỏ chúng sinh đi thì mình nhận Niết Bàn nữa. Thành ra nhận Niết Bàn như vậy, bỏ chúng sinh, thành ra nó bị mất Phật quả, tôi không thành Phật được nữa. Đó. Chính vì vậy mà đó là điều đáng tiếc. Mà không thấy rõ cái quý giá, cái quan trọng của chúng sinh. Đó. Mà không có chúng sinh, không có thành Phật được. Cho nên cái người mà theo con đường Bồ Tát đó là từ từ phải nhìn như vậy, phải nhận định như vậy. Thành ra đó là một cái câu chuyện, nhưng mà cái thí dụ của nó rất là thâm sâu chỗ đó, chứ nó không có đơn giản. Nhưng mà mình sẽ nhận định thêm về điều này. Học Phật cũng như thế, làm sao mà có thể chỉ vì chút cái lợi nhỏ mà đánh mất điều quan trọng nhất. Ví như thường ngày mình xem chúng sinh này không tốt, chúng sinh kia không vừa mắt, đối với chúng thường sinh tâm sân hận, rồi bỏ rơi đi, mất đi tâm Bồ Đề. Tu hành như vậy rốt cùng thì được bao nhiêu công đức? Khi chúng ta đọc qua tiểu sử của các vị cao tăng đại đức xưa nay ở trong Ấn Độ cũng như ngoài Ấn Độ, bên Tây Tạng, bên Trung Hoa, thấy tâm hành của các ngài đối với chúng sinh thật không một hành vi nào mà không thể hiện ra cái tâm đại từ đại bi, thương tưởng chúng sinh, thỏa mãn tất cả nguyện vọng cho chúng sinh. Theo đó, chúng ta biết rằng cái bài tụng này là pháp môn tu hành đại thừa, là lợi ích chúng sinh thành tựu cứu cánh tuyệt đối. Đây là cái tôn chỉ thủ thắng nhất. Bài kệ đầu tiên, ngài gọi là Lãng Nhật Đường Ba, nếu mình nói theo pháp hiệu của ngài là Kim Cang Sư Tử. Thì Kim Cang Sư Tử này nói lên cho chúng ta biết là chúng ta phải có một cái nhìn về chúng sinh. Muốn tu Bồ Tát Đạo thì phải nhìn như vậy. Đừng nhìn theo cái lối xưa này. Nó có nhiều cách nhìn. Nếu nhìn theo thế gian thì mình chỉ thấy mình cũng là một người phàm. Người xung quanh mình cũng là những người phàm, bình đẳng với nhau. Và người nào vừa ý mình thương. Người nào không vừa ý mình ghét. Mà người nào có liên hệ mới nghĩ tới, người nào không có liên hệ không buồn nghĩ tới. Chứ đừng nói là nghĩ tới tất cả mọi chúng sinh. Thì nếu mà mình có cái tâm đó thì mình đòi tu Bồ Tát Đạo sao được. Thành ra mình giữ cái tâm đó rồi mình phát nguyện thọ giới rồi này nọ gì ấy, thì nó cũng chỉ thành suông thôi. Nó thành là nói suông thôi chứ nó không có thực. Mình muốn tu tập, mình muốn từ từ làm cho cái hạnh nguyện Bồ Tát nó trở nên thực, thì cái nhìn đầu tiên của mình, trong tâm của mình ấy, là phải nhìn lại tất cả chúng sinh. Cái nhìn thứ hai nữa là mình, nếu mà mình muốn phân tích thì mình sẽ nhìn theo, đó là nhìn theo thế gian, thì mình sẽ nhìn theo một cách ngoại đạo nào đó. Thì mình thấy tất cả chúng sinh như vậy nó sẽ có một cái ý nghĩa, ví dụ như là đều là con của Thượng Đế chẳng hạn vậy. Và mỗi ngoại đạo người ta có một quan niệm về Thượng Đế, mà người ta có thể theo Thượng Đế một cái cách như nào. Hoặc là có những ngoại đạo họ chủ trương là tất cả chúng sinh là tự nhiên sinh. Thực ra nó không có, chỉ có một đời, chẳng có đời sau. Thành ra sống đi rồi chết là như là cây cỏ ấy thôi, chẳng có gì quan trọng. Nếu mình nghĩ theo lối đó rồi mạnh ai nấy sống thì nó chẳng ích lợi, chẳng có cái giá trị hết. Nghĩ cách đó không có tu Bồ Tát Đạo được. Nghĩ thí dụ như là con của Thượng Đế rồi theo thì được thưởng, không theo thì bị phạt. Và mình là một người theo,
và mọi người khác không theo hay không theo dáng chịu, mà người nào theo thì được, quá lắm thì mình kéo người khác theo. À, rồi như vậy là xong. Thì những cái nhìn như vậy á, thực sự là nó cũng chẳng thấy rõ chúng sinh theo cái hướng của Bồ Tát Đạo. Và nếu bây giờ mình nhìn theo đúng một trong nội đạo mà mình nhìn theo thanh văn, tất cả chúng sinh là vô thường, khổ và vô ngã, không thực. Và do vì dính líu vào tất cả chúng sinh cho nên nó ra đến vô lượng luân hồi. Cho nên muốn thoát khổ thì phải xả cái sự dính líu đi. Và mỗi chúng sinh có nhân duyên với mình, có người thương, có kẻ ghét. Thương ghét gì đều đi vào luân hồi, nên chấm dứt. Thì nếu mình nhìn theo đúng đạo mà mình nhìn theo hướng đó, cũng không hành Bồ Tát Đạo được. Thành ra chính vậy mình phải điều chỉnh cái tâm của mình lại. Đó là ý của Ngài Kim Cang Sư Tử là vậy. Mình không biết mình đang còn có, cũng như nếu mình là một người muốn cày cấy, muốn trồng hoa lợi, mà mình quên mất là mình đang còn có một cái khu đất rộng vô cùng và đất tốt vô cùng mà mình không biết. Rồi tối ngày một là mình nhìn khu đất, nó mình vào đất gì đâu không thấy cái gì hết, dẫm xuống là dơ, mưa xuống thì lầy, chẳng hạn vậy. Bởi vì tại sao mà mình thấy như vậy? Bởi vì mình không có cái tâm cầu một cái hoa lợi thật rộng lớn. Đôi khi mình chỉ muốn có một chỗ để nhảy cò thôi, mà nó bùn lầy như vậy nên cái mình chê. Thì cái tâm của mình nó chỉ muốn cái gì nhỏ nhặt, hay nó nhìn cái gì sai lầm, mà nó không biết cái đất đó nếu mà mình có được cái ý đúng thì mình sẽ thấy cái đất có lợi vô cùng. Ai mà có cái tâm muốn thành Phật rồi, người đó sẽ thấy là cái đời sống với chúng sinh này á, nó đầy ích lợi, nó là phước điền của mình. Vì ngoài cái đời sống với chúng sinh đó ra, mình lấy cái gì để thực hành lục độ ba la mật, để mà rồi thực hành xong mới thành Phật. Cũng như không có đất, mình lấy cái gì để cày cấy, để gieo hạt, rồi sau đó mình mới được quả. Thành ra Bồ Tát nó phải nhìn lại hết. Tâm của con người bình thường nó không có cái nhìn như vậy. Cho nên giờ muốn đi con đường Bồ Tát Đạo, mình phải mở ra cái nhìn đó. Thì đó là cái nghĩa mà chúng ta thấy trong cái bài tụng thứ nhất Ngài muốn nói như vậy. Giờ từ cái bài tụng này, chúng ta mới nhìn lại cái thực tế. Mình là Bồ Tát sơ cơ của mình thì mình phải thấy như vậy, tức là chư Bồ Tát dạy cho mình vậy trước. Giờ trước tiên hết mình muốn tu cái này tu làm sao? Thì dĩ nhiên là mình phải đọc cái bài tụng này lên, rồi mình phải quán tưởng tất cả chúng sinh. Cái bài tụng này là chỉ mới nói vấn đề là chúng sinh cao quý ở cái chỗ chúng sinh là cái mảnh đất để mình gieo hạt giống Bồ Đề mà mình có được Phật quả. Thành ra mình quán tưởng vậy. Thì khi mình quán như vậy thì mình sẽ thấy là mình có một cái công đức, một cái hạnh phúc lớn là mình được làm chúng sinh. Để mình gần gũi tất cả các chúng sinh, mình ở trong cái chúng sinh giới để mình làm gì? Để mình thực hành lục độ ba la mật. Đây là các pháp bố thí, các pháp chỉ giới nhẫn nhục xưa nay, nó phải cho riêng mình, mà nó phải áp dụng ở trong chúng sinh giới. Xưa nay, thí dụ mình thọ giới, mình nghĩ là mình muốn làm cho riêng mình thôi. Thí dụ không sát sinh, mình nghĩ là thôi, mình nghĩ mình thọ giới đó là mình nghĩ như thế nào? Thế là thôi, mình không muốn giết. Thì mình nghĩ giết ghê quá, mình không muốn giết, mình nghĩ trong mình. Rồi có nhiều người hơi tin nhân quả đời trước đời sau, thì nói nếu mà mình giết thì bị đọa địa ngục, thì mình sợ cho mình. Đó là mình nghĩ theo cái mặt sợ, kết quả xấu. Có nhiều người nghĩ theo kết quả tốt, mà nếu mà mình không giết đó, đời sau mình sẽ được mạnh khỏe,
an lạc, có một thân thể khỏe mạnh, sống lâu, trường thọ. Thì nghĩ cái quả tốt đó mà mình làm, tức là mình cũng nghĩ trong mình. Thế giờ khi mình nhìn ở đây á, mình nhìn theo bài kệ này, mình sẽ thấy là mình sẽ đổi cái tâm mình lại, mình tu tập cái tâm mình lại. Mình không giết là vì không muốn làm hại chúng sinh. Mình nghĩ đến chúng sinh. Chúng sinh như vậy mà mình không giết, thì lúc đó mình lấy chúng sinh ra đó, lấy chúng sinh ra là cái chỗ để mà cái đất để mà mình gieo cái hạt không giết xuống, gieo cái hạt giới đó xuống, không có cho mình. Mình nghĩ là chúng sinh á, thì có rất nhiều người, người ta thù mình, người ta ghét mình, những oan gia của mình bao nhiêu kiếp, người ta có thể đến, người ta có thể làm hại và người ta có thể gọi là áp bức mình một cách rất là phi lý. Nhưng mà mình dứt khoát không giết. Lúc đó nó mới thành cái chỉ giới của Bồ Tát. Bồ Tát thấy rằng là tất cả các chúng sinh vậy, thiện cũng như ác, ân cũng như oán, đều là những cái nhân duyên để cho mình chỉ giới không sát. Vậy nếu không có những Bồ Tát như vậy thì làm sao mình chỉ giới? Nếu ai cũng thuận theo mình chẳng hạn vậy, thì mình nghĩ đến cái chuyện mà không giết nữa làm gì? Nhưng phải có những cái người mà người ta rất nghịch với mình á, thành ra nhờ vậy mình mới phát cái tâm chỉ cái giới không sát. Lúc đó mình phải nghĩ, mình nghĩ theo như vậy hết, nghĩ theo vậy. Thì khi mình nghĩ theo vậy đó mà mình thọ cái giới không sát thì nó thành ra là tâm nguyện của Bồ Tát. Rồi mình nghĩ sâu hơn nữa thì sẽ nghĩ là chúng sinh có muôn loài, không phải chỉ có loài người. Không phải chỉ có loài người thôi nữa. Nó có những loài vật nhỏ bé, nó có những cái loài cõi trời, có những cái loài này địa ngục, ngạ quỷ, nhưng mà có nhiều loài nghiệp thức của nó quá khác với mình, cho nên không có thấy được. Thì mình có thể nhìn thấy và tiếp xúc được bằng mắt tai mũi lưỡi của mình, thì có đồng loại với mình loài người, kế đến là có loài vật. Thì loài vật không những ở chung với mình tiếp xúc được, mà loài vật cũng thường hay bị mình sát. Bởi vì loài vật đôi khi mình sát để ăn, bởi vì thịt nó ngon. Đôi khi mình sát để lấy da, bởi vì da lông của nó tốt, mặc che ấm. Đôi khi mình sát để trang điểm, vì da lông nó đẹp. Sát để làm thuốc, bởi vì các cái bộ phận của nó tốt. Thành ra đó, khi mình sống với chúng sinh như vậy, sống với các loài như vậy, mình có cái cơ may là để mình phát lên từ nơi các loài đó. Nó yếu hơn mình, nó có thể nó ngu hơn mình, và nó dễ để cho mình sát. Thì mình giống sống chung nó là để mình phát cái tâm chỉ giới. Thành ra mình sống với muôn loài là để mình hành đạo. Nếu không có, nếu mà loài vật nó mạnh, nó cao và nó giỏi hơn loài người thì mình không có cái chỉ giới không sát đối với loài vật. Nếu loài người nó không có những oan gia, những có những người thù hằn thì mình không có cái giới mà chỉ giới không sát đối với loài người. Chẳng hạn vậy đó. Đấy, nên chính vì vậy mà mình thấy là bất cứ cái đời sống nào mà mình có thì nó phải có các loài, nó có đồng loại, nó có các loài khác, thì nó đều là một cơ hội để cho mình tu chỉ giới ba la mật. Mà ví dụ mình lấy chỉ giới bố thí nó cũng giống như vậy. Của cải tài sản của mình là mình có là để cho cái bản thân mình. Nhưng mà khi mà mình chuyển tâm sang Bồ Tát đạo á, thì mình có của cải tài sản đó là để bố thí cho chúng sinh. Không có chúng sinh thì mình không có cơ hội bố thí. Thành ra tất cả những cái của cải tài sản đó của mình á, là mình sống không phải cho mình, mà sống là để làm cái việc đạo như vậy.
mà phải có chúng sinh, mà phải có chúng sinh nghèo khổ cùng cực. Mà họ nghèo khổ cùng cực á, là bởi vì họ vô minh, họ làm ác. Thành ra họ bị như vậy. Thành ra rốt cuộc mình nhìn đi nhìn lại á, thì mấy cái đó đáng lẽ là mấy cái phải lìa xa nếu mình giữ những cái tâm người phàm. À, nếu mình giữ cái tâm ngoại đạo, nếu mình giữ cái tâm thanh văn thì mình đều phải lìa xa hết á. À, hoặc là mình sống để hành hạ người ta. À, mình dùng cái phước đức của mình á, để hành hạ người đó. Nếu mình sống theo tâm của Bồ Tát á, thì mình thấy đó là những cái phước điển rất quý báu để cho mình gieo cái hạt giống công đức Bồ Đề. Thì tu tập như vậy á, nó chuyển cái tâm mình từ từ. Dĩ nhiên là nói đến đạo là phải nói đến sự tu tập, không phải nghe cái lý, nghe cái ý nghĩa là hành, mà phải có sự tu tập. Mà trong sự tu tập chúng ta phải nhớ điều là tu tập trong Bồ Tát đạo mình không có tự tu lấy được. Mình phải có sự chỉ dẫn và mình phải có một nơi nương tựa. Và trong tinh thần mình phải nương tựa vào chư Phật, chư Bồ Tát. À, qua hình tượng của các ngài phải nương tựa vào đó. Rồi mình phải có một vị thầy nương tựa vào học hỏi pháp và học hỏi sự tu tập. Và mình phải tu tập từng bước và nó có rất nhiều cái điều phải làm nữa. Bởi vì nếu tâm của mình mà tin pháp nó chưa mạnh, công đức nó chưa sâu dày mà mình đòi làm những cái việc mà nó rất khó, làm những cái việc mà tâm của mình nó chưa từng cảm nhận nó được, thì mình làm nó sẽ không được, hoặc cố gắng làm nó sẽ chập sai. Cũng như mình làm một việc quá sức của mình ấy, thì một là không được, hai là người của mình nó sẽ bị hỏng, nó sẽ bị chật gân, chật xương, rồi sái bắp thịt, đủ thứ hết á. Cho nên ta phải hiểu các cái pháp ở đây là nghe, nhưng mà phải biết như vậy, phải biết nghe, từ cái nghe mà đến cái thực hành á, nó còn rất nhiều giai đoạn. Rồi căn bản nữa mà chúng ta sẽ nghe ở nơi đây là cái căn bản cho tất cả các cái pháp này á. Đấy, cái căn bản đó nó là chúng ta phải có một cái tâm phát nguyện muốn hành đạo, muốn theo đạo. Tức là tâm nó như thế nào? Thường thường mình là Phật tử á, mình nghĩ là quy y là xong rồi đó. Có cái phái quy y về là xong rồi. Nhưng mà Đức Phật đâu có tự nhiên cái chế quy y, chế phái cho mình để làm chi vậy? Nó được ích lợi gì đâu. Quy y nó có nghĩa là mình sẽ nương tựa vào Phật để từ từ mình xả cái thế gian này đi. Nếu mình không có một cái chỗ nương tựa thì mình xả này mình đi về đâu? Cho nên giờ đây mà xả, khi mình xả một cái thì mình phải được một cái ích lợi lớn hơn nhiều. Chứ tự nhiên mình xả thế gian cũng như vậy, mình xả hết thế gian rồi cái đi ăn chay nằm đất thì lợi ích chỗ nào? Thành ra chính ra đó là cái đạo nó không ở chỗ ăn chay nằm đất, mà ăn chay nằm đất là một phương tiện đi để nó đến một cái kết quả rất cao. Nó phải cao thượng hơn cuộc đời này ấy, thì mình mới xả cuộc đời chứ, rồi mình mới quy y về đó. Thì dĩ nhiên cái quy y, cái tâm lý quy y bình thường của người Phật tử mình ấy, là để mình có cái chỗ bảo vệ mình trong đời sống cũng được, nhưng mà cái ý nghĩa quy y chính á, nó là từ từ mình hướng về đạo và mình đi theo con đường đạo, từ từ mình bỏ con đường đời. Đức Phật cho phép mình từ từ, Đức Phật không có ép mình quá mức. Thì cái nghĩa quy y nó vậy. Nhưng chúng ta quy y rồi chúng ta nghĩ là xong, không phải. Muốn như vậy nữa chúng ta phải hiểu rõ Phật, Pháp, Tăng là gì. Mình nương tựa vào cái chỗ đó nó có nghĩa là gì. Mình phải hiểu rõ như vậy. Mình phải đi từ từ, học hỏi, tìm hiểu từ từ. Mục tiêu quy y nương tựa là gì. Rồi có nhiều người nghĩ là mình là Phật tử có nghĩa là mình đến chùa, quy rồi đến chùa đó là xong rồi.
Bây giờ hỏi còn phải làm gì nữa, người Phật tử phải làm gì? Mình nói người Phật tử quy đến chùa. Mà vậy là xong rồi. Nếu người nào khá hơn nữa vào chứ đến chùa chưa xong tụng kinh nữa. Đó là mình quy đến chùa tụng kinh. Có nhiều vị bảo chứ sao mà anh cứ tụng ngoài rồi anh để mình tôi dưới bếp rửa chén. Thành ra nếu mà đầy đủ nữa, quy đến chùa tụng kinh công quả. Rồi bây giờ còn gì nữa không? Như vậy là hoàn hảo rồi. Mình nghĩ đó là hoàn toàn hoàn hảo rồi. Thực sự ra thì cái nghĩa đúng của quy đi chùa tụng kinh niệm Phật này, công quả, cái nghĩa đúng nhất của những cái chuyện này á là mình muốn nương tựa, mình muốn gần gũi Tam Bảo, mình muốn nương một chỗ tức là mình phải gần, mình muốn tựa vào cái tường mà mình đứng giữa nhà thì mình tựa nghe cái rầm cái, mình muốn tựa mình phải đến gần. Thành ra nó phải gần 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 gũi Tam Bảo. Thành ra về sau này các Phật tử mới có cái danh từ gọi là cận là gần, sự là phụng sự, cận sự nam, cận sự nữ, u bà tắc, u bà di á. Thế mà mình phải đến gần, khi càng đến gần thì tự nhiên mình càng thấy gần gũi, quen thuộc. Mới đầu mình thấy mình với Phật là xa lạ. Rồi mình quy y tức là mình chịu nhận mình là con Phật, nhưng mà mình nhận mình là con Phật nhưng mà con mà Phật vẫy vẫy cái chạy mất. Thành ra mình phải đến gần dần dần, gần gần càng gần mình vào chùa công quả tụng kinh sớm hôm, ngày một tuần hay mỗi ngày lên thấy Phật cúng lau quét dọn bàn thờ, tự nhiên cái nó gần gần dần Phật với mình gần gũi nhau. Cái gần gũi đó thì cái tâm nương tựa, cái ý nghĩa nương tựa nó mới đầu nó phát triển. Mà thực ra cái nương tựa như vậy á, nó chỉ là một phương tiện á, để tránh cho mình đi những cái khổ đau. Nó giảm dần những cái phiền não, nó tăng dần những cái giải thoát. Thành ra chính vì vậy nên mình mới thọ giới. Giới nó mang nghĩa là giải thoát, biệt giải thoát. Cho nên thực ra nó là ý nghĩa mà là Phật tử đó là để mình đưa mình vào trong một số chỗ bảo hộ bảo vệ của Đức Phật, làm cho tất cả những cái phiền não đau khổ của cuộc đời nó không có tấn công mình được. Và bao giờ mà mình đi đến chỗ viên mãn mình mới hết sự nương tựa đó, tức là niết bàn giải thoát đó. Thì trong cái bước đầu đó của mình như vậy là những cái ý nghĩa đó, nhưng mà người Phật tử mình ngay cái bước đầu tiên đó là mình cũng đã có thể kéo dài rất nhiều. Tại vì có nhiều người Phật tử mình á, mình quy suốt đời mình á, mình cũng đến chùa. Nhưng mà mình có quy. Một cuộc đời của mình 70-80 năm cho vậy. Mình là quy rồi, mình là con Phật rồi mà mình không đến chùa. Thành ra mình chưa nhận được cái sự quy đó đúng nghĩa. Mà nhiều khi kiếp sau mình lại không còn là Phật tử nữa, xong đến 50-60 kiếp sau nữa lại trở lại quy. Quy xong rồi cũng lại đến 50-60 kiếp nữa lại đi đâu á, làm đạo hồi đạo gì không biết nữa. Xong rồi đến là nó cứ loanh quanh như vậy đó. Xong rồi có thể tới 100,000 kiếp sau á, thì mình mới lại quy rồi mới bắt đầu đến chùa. Thành ra nội cái giai đoạn đó của một người Phật tử nó đã kéo dài rất lâu rồi. Thì nó chính vậy mà mình thấy là nhìn theo đạo Phật thì muốn độ chúng sinh là cái vị Bồ Tát đó phải có cái tâm nguyện là bất cùng tận. Thì như vậy đó là cái ý nghĩa Phật tử đúng nghĩa của mình là nó phải đặt nó vào trong sự bảo vệ bảo bọc của Tam Bảo. Và từ từ nó không ra khỏi cái sự bảo vệ đó nữa. Nó ở luôn trong đó và từ nó hướng đi sâu vào trong đó. Tức là mình sẽ thấy những cái người Phật tử mà càng ngày tín tâm càng sâu mạnh. Mới đầu vào chùa thì tụng kinh buổi thấy mệt, rồi từ từ cái thấy thích, rồi từ từ thấy mình cũng tụng. Rồi từ tụng một tiếng rồi sau này cái lâu cái tụng nguyên ngày chẳng hạn vậy. Nó cứ như vậy, mình cứ tập dần thì tự nhiên mình thấy mình đi sâu vào.
mình không ý thức ra, nhưng mà đó là mình đi sâu vào sự nương tựa. Càng ngày gần gũi Phật càng nương tựa. Lúc đó nó ảnh hưởng đến, lúc đó ở trong đời sống mình, mà cái chỗ chính của mình là chỗ gia đình. Trong gia đình lúc bây giờ nó khởi lên những cái chuyện phiền não, ở bên ngoài nó tới, bên trong nó cũng khởi lên nữa. Thì lúc đó tự nhiên mình có một cái lực nương tựa vào Tam Bảo để mà mình đỡ lại. Nếu không có, nếu mà mình không có cái năng lực, mình không có đi sâu vào sự nương tựa, dù mình là Phật tử, mình cũng suy nghĩ và đối xử theo người đời. Nhưng mà càng ảnh hưởng sâu đậm vào cái sự tu tập đó, cái sự nương tựa, thì tự nhiên lúc đó mình sẽ thấy nó có sự hỷ xả nhiều, và nó có sự nhẫn nại chịu đựng, và nó có một cái không làm ác. Dù những cái câu chuyện nó xảy đến, đôi khi mình có thể nổi giận sân hận lên, nhưng mà tự nhiên mình có tu tập, rất là có tụng kinh, có đến chùa, có này, có gần gũi ấy, thì tự nhiên mình ngưng. Khi mà mình có ngưng được như vậy, nó là do cái lực nương tựa. Nhìn nó có hai mặt. Một là mình đã có cái công trình, có những cái công phu mà tu tập. Hai nữa là cái sự gia trì, trì giữ, bảo bọc mình, không cho mình làm ác. Tại vì hết mình làm ác có nghĩa là mình rơi vào phiền não, đau khổ. Cái lực của Đức Phật, của Tam Bảo á, và nhờ cái nương tựa gần gũi của mình, cái lực đó che cho mình. Và tự nhiên nó thành ra là một cái gì đó khiến cho mình tức giận mới hề tức, mình cũng không có làm ác. Thì lúc đó nó tức là cái ý nghĩa của quy nó có nghĩa để làm như vậy. Và càng ngày cái đó nó càng tăng. Đó là mục tiêu, cái mục đích của đạo, của sự quy, thì tự nhiên mình sẽ có thêm nhiều cái năng lực khác, cái duyên nó kéo tới nữa. Tại vì các Bồ Tát, chư Phật luôn luôn muốn tới với mình, muốn làm bạn với mình, muốn tu tập chung với mình, nhưng mà đôi khi nó phải có duyên. Nếu mình chưa có đủ duyên đó thì các vị đó họ không có thể tới gần mình được. Cái duyên đó là cái duyên mà mình cảm thấy như là mình chấp nhận đạo. Mình cảm thấy như là mình muốn đi sâu vào đạo. Thì các vị Bồ Tát đó mới xuất hiện tới. Thành ra nó rất có rất nhiều vấn đề như vậy. Nó, những cái đó là những cái căn bản đó. Mà trước khi mà mình muốn thực hành những cái bài tụng này là mình phải có cái đó. Thì có những cái đó rồi, tự nhiên cái tâm mình nó mở ra với đạo pháp, và nó không có bị thối lui. Nó còn có vô lượng cái điều không hiểu, nhưng mà mình không có thối thất lòng tin. Nhờ như vậy mà từ từ tự nhiên mình sẽ có được những cái nhân duyên để nghe pháp. Những cái pháp đó nó sẽ có cái tính chất là để mà giải những cái phiền não bên trong mình. Phiền não thúc đẩy nghiệp, nghiệp tạo nhân, nhân chiêu cảm quả. Mình lấy một chữ thôi, trong đạo Phật thì mình thấy chữ nghiệp. Hồi xưa mình chưa gần đạo, mình có nói nghiệp. Ai đối xử mình tốt, mình đối lại tốt. Ai đối xử xấu, mình đối xử lại xấu. Mình nói đi Phật mặc cà sa, đi ma mặc áo giấy. Mình nghĩa là không chịu thua ai hết đó. Làm gì làm tới, người nào đụng mình là mình phải làm tới đến cùng. Tức đó là mình lúc đó mình nói chuyện với nhau, mình có thể bảo vậy nó mới là hay, vậy mới là công bình. Nhưng mà với Đức Phật nhìn đó, cái đó chẳng có hay công bình, cái đó là phiền não. Cái phiền não nó tham, nó hài lòng, rồi nó bất mãn, rồi nó mới thúc đẩy mình tạo nghiệp. Đó là phiền não, chứ nó không phải là gì hay hết á. Nhưng mà mình chưa biết đạo thì mình thấy nó là điều hay. Nhưng mà khi mà biết đạo thì mình biết là phiền não, bởi vì mình tức lên mình sẽ đối xử ác, và nó thành nghiệp, nó thành nhân. Mình đối xử đó là nghiệp, nó thành nhân, nhân đó mình sẽ chiêu cảm cái quả rất xấu. Thế thì khi mà mình bắt đầu gần đạo, cái mình nghe chữ nghiệp, 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 giết cái nghiệp,
Thế hở ra cái chuyện gì cái bảo nghiệp. Nhiều khi cái chuyện mình thấy hết sức là bất nhẫn đối với mình, bất mãn đối với mình, người ta làm việc ấy, mình mà thôi nghiệp. Thì khi mình nói nghiệp như vậy cái, tức là nó đối trị đi cái phiền não. Nếu không có chữ nghiệp đó, thì mình sẽ ra tay hành hung rồi đó. Nhưng mà thôi cái nghiệp của tôi. Nhiều khi hai vợ chồng vậy, nếu mà không tin nghiệp thì có thể ly dị. À, bởi vì bà vợ đánh ông chồng nhiều quá. Nhưng mà nhiều khi ông chồng nói thôi cái này nghiệp của tôi. À, thì thôi khỏi ly dị. Khỏi ly dị thì con cái nó cũng được lợi ích. Mà đồng thời mình cũng tập dần cái tính nhẫn. Thực sự ra lúc đó là mình bắt đầu đi sâu vào đạo hơn là mình hướng ra đời. Thành ra từ từ mình sẽ được cái sự bảo bọc của đạo. Và mình sẽ tránh được những cái nhân quả, tức là những cái nghiệp xấu. Thành ra mình lấy một cái pháp vậy thôi, còn thực ra mà mình quan sát thì nó có rất nhiều cái pháp khác nữa. Mình chỉ cần lấy một cái pháp đó thôi. Thì mình cũng đủ thấy. Thành ra có nhiều người thì sẽ lý luận này là mình phải tu. Cái đó là người ta muốn thúc đẩy mình tu. Người ta sợ mình dùng cái chữ nghiệp đó để mình lười. À, cái gì mình cũng nói nghiệp hết. Ai bảo chứ mà sao anh Phật tử gì mà không thấy đi tụng kinh bao giờ hết. Mình bảo cái này nghiệp của tôi á. Có nhiều người thì muốn đi tụng kinh, nhưng mà mỗi lần tụng xong cái về nó mệt. Nó mệt, nó nhức đầu, cái mà thua nghiệp của mình không tụng nữa. À, chứ không phải mình lười, mà nó nhức thiệt, tức là nó có nghiệp thiệt. Thì có nhiều thầy nghĩ là mình nghĩ như vậy mình không tinh tiến. Thành ra chính vì vậy mà đả phá cái chữ nghiệp đó. Thì thực sự ra thì cái điều đó thì cũng đúng vậy. Thành ra mình phải biết xài cái chữ nghiệp ở đúng chỗ. Khi nào mà mình thấy tâm của mình nó sân hận mà nó có thể làm ác á, thì mình nên quán chữ nghiệp. Khi nào mà nó thấy nó so đo, nó muốn hơn thua, cái ngã của mình nó bùng lên á, nó muốn hơn thua với người nó gì gì á, thì mình nên quán cái chữ nghiệp. Lúc đó cái nghiệp nó rất hay. Còn khi nào mà thấy mình lười á, thì đừng nghĩ nghiệp. Chứ nếu mà mình mà lại gọi là một chiều thôi đó, mình bảo cứ nghĩ đến nghiệp là xấu hết là thực ra mình chậm lắm. Đó. Mà cái nghiệp nó làm cho tâm của mình nhẫn lại, cái nghiệp nó làm cho mình chịu đựng, và cái nghiệp nó làm cho mình tránh được những cái phiền não mà tạo nghiệp ác dữ. Khi mà nói nghiệp như vậy, tức là mình nói đó là một cái quả của mình phải chịu, mà do cái nghiệp từ đời trước. Thành ra mình phải biết cái sử dụng lúc hay lúc giờ nó như vậy. Còn thí dụ như là mình có một cái nghiệp chướng thiệt, thì cái này á, mình cũng nên cẩn thận. Tức là thí dụ mỗi lần mình tụng kinh xong thì mình bệnh rất nặng. Thì lúc bây giờ đó, mình có muốn chuyển hay vượt qua cái nghiệp đó, mình cũng nên từ từ. Mình nên từ từ. Tu hành nó không cần phải là một anh hùng. Tu hành nó phải là nhẫn nại và nó phải là có cái điều hòa, tức là mình biết là thí dụ như là mình có một cái nghiệp chướng khiến cho nó không cho phép mình tụng kinh nhiều, thì mình phải gọi là chơi cái tính cách từ từ nhưng mà lì. Mình giảm nó dần dần. Cũng như mình mang nợ, mình cũng thấy mình mang nợ thì ai cũng muốn trả từ từ chứ, mỗi tháng trả bao nhiêu chứ. Bây giờ mình làm hùng, mình đi mua một cái nhà, mình nợ, mình mua cái nhà xong mà tôi muốn trả hết liền lập tức, tính tôi là vậy á, mình bán luôn nhà đó mình trả, vậy thì mình mua làm chi nữa. Thành ra không có cái gì mà mình phải nghĩ là phải vượt qua này, vượt qua cái kia, vượt qua cái nọ gì mà nghĩ là mình phải là một cái người hay như vậy hay gì hết á, mà mình kiên trì. Rồi trong cái lúc đó mình cầu Phật Bồ Tát gia trì cho mình. Đó, mình tu nhẹ nhàng, từ từ.
không cho mình tụng kinh nhiều, mình tụng ít, nhưng mà mình đều, mình cầu Phật, cầu Bồ Tát nữa. Đó, thì cái đó thì thực sự ra nó đúng với tất cả mọi người, đúng với lại cái trình độ mà phổ thông. Nếu mà mình không phải đúng nghĩa là một bậc tổ sư mà mình cũng muốn rằng là mình chiến thắng tất cả mọi nghiệp thì thành ra một cái anh hùng rơm, chứ nó không phải là hay. Thành ra khi mà mình tập như vậy thì mình sẽ thấy là nó có nhiều cái điều mình học hỏi thêm rất nhiều. Và mình cứ gồng mình ra mà mình cứ bảo là đừng nói nghiệp, đừng nói gì hết. Mình là Phật cũng là con người, mình cũng là con người, Phật làm gì mình cũng làm được. Cái đó gọi là chuyện là con cóc với con bò. Cóc muốn bự bằng bò, rốt cuộc nó nổ cái bùm. Thì đó là mình biết cái căn bản của cái người Phật tử mình, tại mình là người sơ cơ, thành ra mình phải có cái căn bản đó. Đôi khi mình học á, mình học thì mình phải học pháp của các ngài, các Bồ Tát, các ngài cao tăng, mà các ngài nói những cái hạnh ra, những cái hạnh nó cao quá, cái lực mà làm được những cái hạnh của các ngài nó rất cao lớn, cho nên mình phải có cái căn bản như vậy. Thì phải biết là mình như vậy, nhưng mà mình vẫn có quyền học của các ngài để mình tập từ từ. Mình phải biết là cái vị trí của mình đang ở trạng thái người phàm thì mình phải tu như thế nào. Thành ra chính vì vậy mà chúng ta cần phải nghe những cái pháp khác nữa, những cái pháp như nhân quả, những cái pháp như nghiệp. Và đồng thời á, học ngài nói đó, mình phải coi tất cả chúng sinh cao quý, nó mình phải biết đó là cái bài học cao quý, mình tôn thờ cái bài học đó. Nhưng hiện giờ nó mình thực hành nó làm sao, không phải ra mình thấy ai mình cũng thấy quý trọng hết á, thấy quý vô cùng. Rồi có một người nào nó muốn giết người, nó chạy vô nó bảo mình đưa dao đây, nhưng mà tôi đưa liền lập tức, tôi biết anh là cao quý, tôi mới học phải học rồi đưa non dao, phải như vậy. Tức là mình không có bị lẫn lộn, mình biết đây là cái bài học lý tưởng mà mình tập cái tâm mình thôi, tập cái nhận định của mình thôi. Còn cái hiện tại của mình á thì mình vẫn biết như vậy, chúng sinh đều cao quý hết á, nhưng mà người này mình phải tránh, người này mình nên gần. Tại vì mình còn là sơ cơ, mình tránh á, nó không phải là vì mình có cái tâm niệm gọi là coi thường hay là kỳ thị. Nhưng mà mình biết rằng là mình tránh bởi vì mình còn sơ cơ, mình ở gần người đó bất lợi vô cùng, bị tai hại, mình sẽ bị phiền não và mình sẽ mất lòng tin và mình sẽ mất tất cả sự tu tập, cho nên mình phải tránh. Nếu mà mình không có học cái bài học, bài kệ thứ nhất này, thì khi mình tránh người đó, đó là mình tránh với cái tâm, tránh một cái gì mà mình bỏ luôn. Nhưng mà do mình học cái bài học của ngài này, nhưng ngài làm được, ngài sẽ không tránh ai hết, nhưng mà mình chưa làm được, mình sẽ tránh, nhưng mà mình tránh không bằng cái tâm bỏ, mà mình tránh bằng cái tâm là để từ từ mình tu tập. Lúc đó mình gần cái người mà lợi ích cho mình, nó cũng không gần theo cái lối tình cảm. Mà mình gần là để mình có được cái cơ hội mình tập luyện con người mình, tập luyện con người mình cho nó thành được cái mà ngài Kim Cang Thất Sư Tử này dạy cho mình. Tức là mình tránh cái người kia, mình tránh cái người ác chỉ để là mình sẽ độ họ. Mình gần cái người thiện là để mình đủ cái năng lực độ. Chứ lúc đầu mình tránh cái người ác là vì ghét, gần cái người thiện là vì thương. Còn khi mình học bài học này xong, mình vẫn tránh người ác, mình vẫn gần người thiện, nhưng để mình có đủ phương tiện mà thành được cái năng lực mà cứu cái người ác, mà bao trùm luôn cả người ác, không sợ nữa. Thành ra nó có khác. Mình vẫn theo đúng cái trình độ khả năng của mình,
nhưng nó có khác, cái nhìn nó có khác. Thì học có nghĩa là học như vậy. Rồi cái bài tục thứ hai, tùy xứ giữ tùy với bạn thời, tức là tùy theo chỗ nào mình làm bạn với bất cứ ai. Thị kỷ giảo chư chúng ti liệt, thì luôn luôn mình nhìn mình á, so với lại tất cả những người đó, đó mình bao giờ cũng thấy mình thất kém hơn hết. Tùng tâm thâm xứ tư lợi tha, từ trong cái sâu thâm sâu trong tâm mình luôn luôn nghĩ đến chuyện làm lợi cho bất cứ người nào mà mình gặp vậy đó. Mình luôn luôn cho mình thấp hơn và luôn luôn muốn làm lợi cho người ta. Hằng thường tôn tha vi tối thượng, và luôn luôn đề cao họ là tối thượng hơn mình. Tập mấy này mình nghe ngày mai vậy. Phải kể này. Vì đúng ra đó thì nó là một tiếng rưỡi, nhưng mà chúng tôi từ ở trên Oslo thì nó đã bệnh rồi, nó ho nhiều, thành ra chúng ta nghe mỗi thời một tiếng thì nghe tiếp được, nghe tiếng rưỡi thì cứ nghe ngày thì ba ngày sau nghe tiếp. Nghe gì đọc Phật. Nguyện đem công đức này